Sáng ngày 24 tháng 7, 3.991 ca mắc COVID-19 mới, trên 15.530 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Hà Nội giãn cách. Và sáng ngày 24 tháng 7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 3.991 ca mắc COVID-19 mới. Điều đáng chú ý, tổng số ca được điều trị khỏi đến nay đã là 15.530 ca. Từ 6 giờ sáng nay, 24 tháng 7, toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Bản tin 6 giờ ngày 24 tháng 7, Bộ Y tế cho biết đã có 3.991 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.070, Long An 604, Bình Dương 523, Tiền Giang 220, Tây Ninh 132, Đồng Nai 122, Khánh Hòa 104, Bến Tre 52, Đà Nẵng 36, Đồng Tháp 29, Vĩnh Long 25, Vĩnh Phúc 18, Kiên Giang 14, Phú Yên 12, Bà Rịa Vũng Tàu 8, Hậu Giang 6, Hà Nội 5, Hưng Yên 4, Đắk Lắk 3, trong đó có 2.073 ca trong cộng đồng. Vào sáng ngày 24 tháng 7, Sở Y tế tỉnh Long An đăng ký bổ sung 1.288 ca bệnh trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Đây là các ca bệnh đã được phát hiện từ ngày 14 đến 22 tháng 7 tại các khu cách ly và khu phong tỏa. Tính đến sáng ngày 24 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 86.957 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.145 ca nhập cảnh và 84.812 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 24 tháng 7 đến nay là 83.242 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc COVID mới như Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Trong ngày có trên 67.170 liều vaccine phòng chống COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần 4.478.760 liều, trong đó tiêm một mũi là gần 4.125.160 liều, tiêm mũi hai là trên 353.600 liều. Bộ Y tế cho biết ngày 23 tháng 7 đã tiếp nhận 150.000 hộp thuốc từ công ty AstraZeneca nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng có công văn gửi các sở y tế về việc sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn cần rà soát, củng cố lại các điều kiện về nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng phát triển vaccine COVID-19 đã chủ trì cuộc họp rà soát các hồ sơ dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét các đề xuất của nhà sản xuất đối với vaccine Lalocavac phòng COVID-19. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện công ty Lalogen cho hay đến nay vaccine Lalocavac đã tiêm thử nghiệm lâm sàng trên 13.620 tình nguyện viên, trong đó 60 người thuộc giai đoạn 1, 560 người thuộc giai đoạn 2 và 13.000 người giai đoạn 3. Trong giai đoạn 3 đã có 1.004 người tiêm đủ 2 liều. Ngày 23 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine nội địa. Tại đây, Bộ Y tế cho biết đã chỉ đạo và cử nhóm chuyên gia trong nước kết hợp cùng các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO đến hỗ trợ cho nhà sản xuất và nhóm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Lalocovac thuộc Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Quân y hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu đánh giá sơ bộ các kết quả xét nghiệm tính sinh miễn dịch, hoàn thiện hồ sơ báo cáo và hồ sơ đăng ký để đệ trình các hội đồng xem xét thẩm định. Dự kiến tháng 8 tới sẽ có kết quả ban đầu của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 về đệ trình hồ sơ lên đăng ký Bộ Y tế. Tối muộn 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Chợ và siêu thị vẫn hoạt động. Hà Nội cho biết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống của người dân trong 15 ngày giãn cách xã hội. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.